Rồng có rất nhiều loại, có loại rồng ở trên trời, có loại rồng ở dưới biển, có loại rồng giữ kho tàng. Rồng ở trên trời thì làm hộ pháp ở trên trời, rồng ở dưới biển thì ở trong long cung làm thủ lãnh bọn tôm cá chạy. Rồng giữ kho tàng là loại rồng do tâm tham dẫn dắt mà tìm đến canh giữ kho châu báu người ta chôn dưới đất. Lại còn có loại rồng chuyên làm mưa. Ngày xưa có rất nhiều rồng, bây giờ thông thường người ta ít thấy rồng, rồi bảo là không có thứ động vật này. Kỳ thật loại rồng có rất nhiều. Vào thời Lục Tổ Đại Sư có một con rồng chuyên phun hơi độc, khói mù. Nếu người nào trúng phải độc của khói mù này sẽ sanh bệnh nặng, thậm chí bất trị rồi chết. Nên thiên đường của chùa Nam Hoa hiện nay nguyên là đầm của con rồng độc. Đầm này diện tích khoảng 1 mẫu, không ai biết được đầm sâu bao nhiêu. Thuở ấy trong đầm lại có một con rồng đang ở. Rồng này không phải là rồng hiền mà là con rồng dữ chuyên hại người. Nó thường làm cho chúng ở chùa Nam Hoa sanh bệnh không tu hành được. Một hôm Lục Tổ Đại Sư đến bên đầm, con rồng này hiện thân hình đầy chật cả cái đầm ấy. Lục Tổ Đại Sư thấy thế cười nói: "Nè, mi có tài hiện ra thân lớn chứ không có thể hiện được thân nhỏ. Nếu chỉ hiện thân lớn thôi thì đâu có tài cán bao nhiêu." Con rồng nghe Lục Tổ Đại Sư nói thế liền ẩn mất thân to lớn ấy đi, hiện lại thân nhỏ xíu độ 1 tấc dài bơi lội trong nước. Lục Tổ Đại Sư nói: "À, mi cũng có đôi chút bản lãnh, mới biến lớn biến nhỏ được đấy, nhưng mi có lẽ không dám chui vào bát của lão tăng." Con rồng ở dưới nước nghe nói thế bèn tót một cái nhảy ngay vào trong bát của Lục Tổ. Đại Sư mới nói: "À, đây là ngươi tự ý đến nhưng không ra được đâu." Con rồng ấy sử dụng hết cả thành công lực để nhảy ra ngoài nhưng không cách nào. "Ngươi đừng vùng vẫy làm chi, ngươi có biết tại sao đời này ngươi phải mang rồng không? Đời trước ngươi đã là người tu hành, cũng có căn lành, từng học Phật Pháp, nhưng vì ngươi quá nặng tâm sân hận, giận dỗi quá lắm, như thế nên đời này mới đọa lạc làm thân rồng. Ngươi đừng cho mình có bản lãnh biến lớn biến nhỏ, biến có biến không là to lớn. Ơ này, ngươi bây giờ ở trong bát của ta rồi, có ra được không nào?" Rồng nghe Lục Tổ nói mấy lời ấy tỏ ý hàng phục, không còn ý nhảy ra ngoài nữa. Bấy giờ Lục Tổ mới thuyết pháp cho nó nghe. Nghe pháp rõ ràng xong, rồng tỉnh ngộ và thoát khỏi kiếp làm rồng. Thi thể của con rồng ấy được cất giữ rất lâu ở chùa Nam Hoa. Về sau vì binh lửa chiến tranh nên đã bị mất. Đó là một đoạn nhân duyên Lục Tổ Đại Sư hàng phục rồng độc ở chùa Nam Hoa. Ở Trung Quốc vào đời Đường có Ngụy Trưng, tuy làm thừa tướng ở nhân gian mà cũng lên làm quan ở cõi trời. Bấy giờ có chú rồng Tiểu Bạch Long làm mưa sai lệch trời. Ngọc Hoàng bảo mưa 1 tấc 3 thôi mà nó làm mưa đến 1 thước 3 tấc, nên bao nhiêu ruộng lúa đều ngập lụt cả, như thế là đã phạm pháp. Ngọc Hoàng bèn sai Ngụy Trưng đi giết chú rồng nhỏ đó. Biết được tin này, chú rồng nhỏ chạy đến báo mộng vua Đường Thái Tông, nói: "Ngày mai xin bệ hạ cứu tôi, bệ hạ là rồng, tôi cũng là rồng, cho nên xin bệ hạ cứu cho mạng rồng nhỏ xíu này." Vua nói: "Chúng ta đều là rồng cả, vậy thì chúng ta là anh em với nhau. Khi ngươi có việc ta phải giúp ngươi mới phải, vậy ta phải làm gì để giúp đỡ ngươi?" "Tôi phạm luật trời, vì làm mưa sai lệch nên ngày mai tôi bị xử tội chém, mà người chém tôi là thừa tướng Ngụy Trưng. Ngày mai nếu bệ hạ lưu ông ta lại, không cho ông ta làm gì, thì ông ta không thể giết tôi được." "Cái đó dễ thôi, ta là vua, ông ấy là quan của ta, ông ấy nhất định phải theo lời sai của bảo của ta, ngươi cứ yên tâm." Hôm sau Đường Thái Tông kêu Ngụy Trưng đến đánh cờ. Nhà vua nghĩ ông ta đánh cờ chém con rồng nhỏ kia được. Hai người ngồi đánh cờ, đánh cho tới giữa trưa. Ngụy Trưng bỗng nhiên thiêu thiêu ngủ. Đường Thái Tông rất mừng, nghĩ ông ta đã ngủ rồi thì nhất định không thể đi chém con rồng nhỏ kia được, ta không phải lo nữa. Nào ngờ lúc Ngụy Trưng ngủ chính là lúc thần thức ông ta đã ra đi, cầm kiếm thượng phương chém chết con rồng nhỏ. Giây lát sau Ngụy Trưng lại cùng Đường Thái Tông tiếp tục cuộc cờ. Đến quá giờ cuộc cờ mới kết thúc. Đường Thái Tông tự nghĩ chú rồng nhỏ đã năn nỉ ta, chỉ cần quá giờ ngọ thì Ngụy Trưng không thể giết nó được. Như vậy là ta đã cứu được người anh em của mình, ta đã làm được công đức thật không phải là nhỏ. Nào ngờ tối đến con rồng nhỏ lại tới đòi mạng. "Bệ hạ bảo chúng ta là anh em, muốn cứu tôi mà sao bệ hạ lại để cho bầy tôi của bệ hạ giết tôi, như thế không khác nào bệ hạ giết tôi. Vậy thì bệ hạ phải đền mạng cho tôi mới được. Đường Thái Tông tỉnh dậy, biết con rồng nhỏ đến đòi mạng, sợ đến toát mồ hôi. Hôm sau đem việc này bàn với quân sư Từ Mậu Công. Từ Mậu Công nói, không hề chi, ở đây chúng ta có hai người có thể ngăn cản việc ấy, đó là Tần Quỳnh và Kính Đức. Bệ hạ sai bọn họ trấn giữ cửa sau thì con rồng nhỏ đó không dám đến nữa. Tần Quỳnh là thần tướng mặt vàng, còn Kính Đức là thần tướng mặt đen. Màu đen của ông ta đen còn hơn dầu hắc, đen đến nỗi phát sáng. Dùng hai người này giữ cửa, quả nhiên con rồng nhỏ tối đó không dám tới nữa. Nhưng nếu mỗi tối đều bắt hai người này canh cửa, mà họ là đại tướng của quốc gia, cực khổ quá thì cũng không được. Bấy giờ mới vẽ hình hai người này dán ở cửa để canh cửa cho Đường Thái Tông. Con rồng nhỏ đó mãi mãi không dám tới. Vì thế người Trung Quốc mỗi khi Tết đến cũng đem hình Tần Quỳnh và Kính Đức dán ở trước cửa để yêu ma quỷ quái không dám đến quấy rối. Nhân quả tái sinh làm rồng là do thừa cấp giới hoãn. Tu hành tiểu đại thừa giáo rất là dụng công, học Phật Pháp rất giỏi nhưng không nghiêm giữ giới luật. Nhân vì thừa cấp cho nên được thần thông biến hóa, lại nhân vì giới hoãn nên phải đọa làm súc sinh. Tiếng Phạn có nghĩa là tiệp tật, vì chúng di chuyển rất nhanh, thậm chí hỏa tiễn do khoa học hiện đại chế tạo cũng đuổi không kịp. Thứ quỷ này trong một niệm có thể đến bất cứ nơi nào chúng muốn đến.